Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếngchung.vn sẽ hướng dẫn các bạn một cách gõ chữ mà không cần dùng đến bộ cài. Bởi vì sau phản hồi của một số các bạn là cách cài cái bộ cài QQ để gõ tiếng Trung có với một số bạn thì gặp khó khăn, không thể cài được. Và tôi xin giới thiệu các bạn một trang web thì nó cho phép chúng ta có thể gõ online. Tuy rằng là cái tốc độ sẽ chậm hơn so với là sử dụng QQ, bởi vì QQ là chúng ta có thể gõ thẳng lên trên nền của Word, Yahoo Messenger hoặc là có thể trên Facebook. Nhưng mà với trang web này thì chúng ta gõ trên trang web và chúng ta phải copy paste sang cái nơi mà chúng ta cần thể hiện, ví dụ như là sang Facebook hoặc là sang Word chẳng hạn. Nhưng mà thôi, nếu mà trường hợp mà cái cách mà cài cắm nó khó khăn, các phần mềm nó khó khăn, thì các bạn có thể dùng tạm trong thời gian là chưa có thể cài được bộ cài QQ kia. Và bây giờ các bạn sẽ làm tuần tự theo các cái bước mình hướng dẫn. Đầu tiên các bạn vào tiếngchung.vn. Các bạn chọn diễn đàn. Các bạn chọn góc bên tay phải phần mềm học tiếng Trung. Các bạn ấn vào phần mềm cách gõ trực tiếp chữ Hán không cần bộ cài. Ấn vào đó thì nó ra một cái trang là chinesetool.com/tool. Chúng ta ấn vào đó. Bây giờ tôi sẽ thử gõ luôn cho bạn coi. Ví dụ anh yêu em W O A Y ngắn. Cái giờ của cái trang web này nó chỉ cho từng từ một thôi. Ủa mà ấn số 1. Ai ấn số 1. Nỉ Y số 1. Vậy chúng ta đã có một câu là ủa ai nỉ, anh yêu em. Thế nhưng mà chúng ta chưa chắc là cái từ đấy chúng ta đã gõ đúng hay không. Thì chúng ta lại copy cái từ đó cho vào Google dịch. Nó sẽ dịch cho chúng ta để chúng ta hiểu đúng hay xưa, chắc hay chưa. Bây giờ chúng ta có thể gõ thêm một câu đoạn đó. Tôi rất yêu thời gian của một khẩn rất ai lão sư. Chúng ta đã xong. Các câu gõ này thì cũng rất là đơn giản nhưng mà chậm. Có hai cái giờ mà các bạn gõ trên web là phải. Một là nếu như QQ là cho chúng ta cả câu luôn, rất là nhanh, để nó hiểu được là chúng ta định gõ gì, mà nó có thể cho chúng phép gõ phiên âm liên tục cả câu luôn. Thì ông này là chỉ cho phép là từng từ một rồi chúng ta phải chọn, nó chậm hơn. Và thứ hai, chúng ta lại phải copy paste sang cái đơn mà chúng ta cần phải chuyển đến, như vậy là sẽ lâu hơn, mất hai nhịp. Đây chỉ là phương pháp giải pháp tình thế khi mà các bạn chưa cài được QQ. Nhưng mà méo mó có hơn không. Tiếngchung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.